Đây phun canxi bo để tạo hoa cho cái bưởi. Cây năm nào cũng ra quả nhỉ, nên là nó ra quả, tập trung vào quả, nó không lớn được cây. Đang ra hoa đây. Vâng. Ra đây. Đang ra hoa rồi. Ra trước là xuân rồi mà. À. Dạ, à đây hoa nhiều thế nhỉ? Đúng rồi. Đây cái đây hoa đây. Đấy. Ra bây giờ là tốt chứ. Bây giờ mới tháng 10 11. 11 à? Còn 1 tháng là lập xuân. Tháng 11 âm lịch. Đã ra hoa rồi. Đấy, phun đây, thuốc này để cho nó nhanh ra hoa đây, canxi bo. Phun gáy xong là bưởi ra hoa luôn này, kinh nhỉ. Đấy. Tháng 11 bây giờ nó vào mùng 5, hôm nay là ngày mùng 5 dương lịch đấy. Bắt ra hoa là đẹp. Nhà dấu có quả nó to bằng cái chén rồi, hơn cái chén rồi. Đây, thu hoạch xong là phải bón, nhà cháu đã bón ở đâu? Thu hoạch xong là phải bón cây này. Bón theo tán cây này. Đây, bón theo tán cây. Đấy, bón theo tán cây. Được đấy.
cây giận này. Đã hoa hết. Hôm nay là lần hai rồi đã ra hoa đấy. À. Phun canxi bo để cho bưởi ra hoa. Lá vào mà. Vâng. Vâng.